Hôm nay mình sẽ làm một cái video với chủ đề là bạn biết gì ngoài tiếng Nhật. Nghe cái tiêu đề thì rất là hay đúng không? Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn phân tích một cái câu trao đổi rất là ngắn gọn. Nhưng mà thông qua cái phần trao đổi đó, chúng ta sẽ cùng rút ra được một cái kinh nghiệm. Và ngoài tiếng Nhật ra, bạn sẽ cần phải biết thêm những cái gì nữa để mà có thể dịch được câu, để mà có thể làm việc được tốt. Thì đầu tiên khi mà học ở trong nhà trường ấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái kiến thức mà mình học ở trong trường học ấy, nó chỉ đơn thuần là tiếng Nhật thôi. Các bạn sẽ có cái chứng chỉ N2, N1, cái kỹ năng làm bài, các cái từ vựng mà thường hay gặp, các cái cấu trúc mà mình thường hay gặp. Nhưng mà để mà áp dụng và biến nó vào trong đời sống hàng ngày ấy, thì là mình cần phải nhiều hơn thế. Thì thực tế khi mà chúng ta làm ở trong các cái công ty Nhật, ví dụ điển hình như là hôm nay mình lấy ví dụ là trong trường hợp là IT Counter, và mình đã từng có cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, nên là xin phép được chia sẻ một cách cụ thể là trong cái ngành IT Counter thì là thực tế chúng ta cần những cái gì. Đó là cái kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua cái tư duy hệ thống. Thực ra cái từ tư duy hệ thống này nó không phải bắt nguồn từ bản thân mình, mà trong cái quá trình theo dõi cái nền và thầy Phan Văn Trường, mình đã học được cái từ được gọi là tư duy hệ thống mà thầy thường hay sử dụng. Và cụ thể hơn ý, thì mình đang hiểu cái tư duy hệ thống đấy, nó chính là đặt ra các cái câu hỏi tại sao. Chính vì vậy mà trong tất cả các cái bài đọc mà mình làm, tất cả các cái kiến thức mà mình học, tất cả những cái gì mà mình đọc, thì mình đều cố gắng là tìm ra cái câu hỏi tại sao và liên kết các cái mẩu chuyện, liên kết các cái ý nó vào với nhau, để mà có thể nhìn ra được một cách tổng thể nhất cái kiến thức mà mình đang học, những cái nội dung mà mình đang tìm hiểu. Tiếp đến là cái kỹ năng quản lý thời gian, rồi quản lý tiến độ. Cái này thì nó sẽ liên quan rất là nhiều trong cái việc mà làm dự án. Mình sẽ phải quản lý làm sao để mà cái dự án của mình nó không bị delay, tiến độ phải quản lý như thế nào để mà giúp cho khách hàng cảm thấy yên tâm trong cái quá trình làm dự án. Rồi mình phải có một cái kỹ năng được gọi là Gyokangoyomu, và mình cũng không biết dịch cái này nó là nghĩa như thế nào. Nhưng mà mình giống như kiểu là mình sẽ phải tìm hiểu được về văn hóa của họ này, tìm hiểu về cái cách suy nghĩ của họ này, cái cách mà người ta đang làm việc ra sao, thì thông qua cái quá trình làm việc thực tế thì là mình sẽ học được những cái này. Rồi cái khả năng tự học. Cái khả năng tự học là một cái khả năng mà mình học tập suốt đời. Đương nhiên là các bạn đi học các cái khóa học thì nó chỉ có một cái khoảng thời gian nhất định, 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 3 tháng, hoặc là có những cái khóa học thì nhiều lắm thì cũng đến nửa năm. Những cái khóa học mà nó ít hơn là tầm khoảng 1-2 tuần, rồi một vài ngày. Thì sau các cái khóa học đấy thì mình bắt buộc phải tự học thông qua các cái keyword mà mình học ở trong các cái khóa học đấy. Trong trường học như vậy thì là mình sẽ tìm hiểu thêm. Thì nói lan man một chút thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là thực tế chúng ta sẽ cần nhiều hơn thế. Thì bốn cái kỹ năng mà mình nêu ra ở đây ấy, thì hôm nay mình sẽ dùng một cái ví dụ để mà có thể chứng minh và làm rõ hơn xem là cái cách mà chúng ta tạo dựng và học tập cho rồi bốn cái kỹ năng này như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái ví dụ cụ thể như sau. Mình đưa ra một cái tình huống là bạn Brit đã đi gửi một cái bản schedule lại cho bên phía sale để mà gửi lại cho khách hàng đàm phán với lại khách hàng cuối. Nhân viên bên phía sale thì có gửi lại một cái đoạn chat như sau. Schedule desu ga zakkuri shi sugite iru inso desu. Izen no you ni kino goto ni taiyo schedule o hikemasu ka? Thì cái câu này mình sẽ dịch qua như sau này, là tôi thấy cái bản kế hoạch này nó vẫn còn khá là sơ sài, liệu anh có thể lên schedule đối ứng cho từng chức năng như trên được không? Thì câu của mình thì nó không phải là chính xác cái phần tiếng Việt như thế này, nhưng mà khi mà mình hiểu được cái ý, cái nuance sự của nó thì là mình sẽ có thể dịch được ra như thế này. Ấn tượng của tôi đúng không? Tôi có một cái ấn tượng là như thế đúng không? Về cái phần schedule, nên là mình sẽ dịch là tôi cảm thấy như thế đúng không? Tôi thấy rằng là cái bản kế hoạch nó vẫn còn đang zakkuri, nó còn quá là sơ sài, rất là sơ sài, nên là nhờ anh schedule hikemasu ka là có thể vẽ ra một hoặc có thể vẽ ra hoặc là lên một cái schedule mà có thể đối ứng cho từng chức năng như trên được không? Thì sau khi bên nhân viên phía sale có gửi lại cái thông tin như thế này thì là bạn Bridie có trả lời với cái ý như sau, là hiện tại là không thể lên cái schedule chi tiết theo từng chức năng được. Sau khi mà bên Hồng Lê Thị xác nhận mốc thời gian thì tôi sẽ đối ứng. Thì các bạn cứ hãy tự tưởng tượng là Hồng Lê Thị đang là một công ty khách hàng cuối, đang thuê bên phía công ty của cái bạn Brit này làm một cái dự án nào đấy, thì phải đợi bên phía mình gọi là xác nhận cái mốc thời gian thì là sẽ đối ứng lại cái schedule theo từng chức năng. Thì
cái bạn mà Brady, nếu như mà ở cái dạng thông thường chúng ta dịch word by word thì nó sẽ như sau: vẫn rất là đủ ý, vẫn rất là ngắn gọn, và bên phía sale vẫn có thể hiểu được cái ý cái bạn này bạn ấy đang muốn truyền đạt, đó là gì ạ? Genzai kinogoto no schedule ga dekimasen, hiện tại là tôi đang không thể lên được cái schedule chi tiết cho từng chức năng. Hồng Lê Thị Sama wa timeline o kakunin shitara boku wa taiyo shimasu, là tôi sẽ xử lý sau khi mà bên phía Hồng Lê Thị xác nhận hoặc là confirm cái phần timeline. Timeline ở đây nó chính là các cái mốc thời gian để phát triển ấy, có nghĩa là người ta yêu cầu hoặc là quy định và cái mong muốn của người ta, cái kế hoạch sale của người ta là đang mong muốn là đến ngày này là phải hoàn thành chẳng hạn, hoặc là đến tháng kia là phải release chẳng hạn. Thì tất cả những cái thông tin đấy bên phía khách hàng sau khi mà đã confirm xong thì là mình mới lên được cái schedule cụ thể cho từng chức năng để mà làm kịp theo cái tiến độ của khách hàng. Thì quay trở lại cái slide này, mình có 4 cái kỹ năng ở đây. Các bạn nhớ cho mình 4 cái đề mục này thì chúng ta sẽ trau dồi các cái kỹ năng này như thế nào. Thứ nhất đó là cái kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua tư duy hệ thống, đó là luôn đặt cái câu hỏi tại sao. Thì trước tiên ấy, chúng ta sẽ cần phải biết cái đối tượng làm việc của counter là gì. Trong cái tình huống này các bạn thấy nó sẽ có các cái đối tượng được đưa ra. Thứ nhất là brief này, thứ hai là bên phía sale này, đúng không? Và thứ ba đó là bên phía khách hàng cuối. Thì khi mà làm việc với lại counter ấy, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải tiếp cận với khách hàng cuối, với các cái thành viên ở trong dự án, bao gồm Brit, rồi QA, rồi Dev, rồi PM, rồi đội quản lý người Nhật trong dự án, rồi đội sale ở trong công ty. Thì khi mà mình biết được các cái đối tượng làm việc của counter như thế này là mình sẽ biết là đâu là người ở nội bộ trong công ty mình, còn đâu là cái người mà phía bên ngoài công ty, hay còn gọi là bên phía khách hàng cuối. Thông thường ấy thì ngày nay khi mà làm việc ở các cái doanh nghiệp Nhật Bản ấy thì counter thông thường thì sẽ là cái người mà cầu nối và trao đổi trực tiếp với lại những cái người manager ở trong công ty, rồi đội quản lý người Nhật trong dự án, rồi từ đó thì đội quản lý người Nhật trong dự án sẽ trực tiếp liên lạc với khách hàng cuối để cho đảm bảo được cái chất lượng dự án được tốt hơn. Còn cũng có một số các cái công ty thì là counter sẽ liên hệ trực tiếp rồi trao đổi trực tiếp tất cả mọi thứ với khách hàng cuối, nhưng mà theo cái cảm quan của mình ấy thì gần đây những cái công ty làm như vậy thì cũng không có được nhiều, hoặc là trừ những cái trường hợp mà cái người counter đấy khá là cứng rồi và làm việc rất là nhuần nhuyễn rồi thì là mới có thể tiếp xúc trực tiếp lại với khách hàng. Còn đâu là chúng ta sẽ liên lạc với nội bộ ở trong công ty, sau đó là cái người Nhật đấy sẽ liên lạc trực tiếp lại với khách hàng cuối ở bên Nhật. Kỹ năng giải quyết vấn đề ấy, thông qua tư duy hệ thống, thì việc đầu tiên là chúng ta phải biết được cái overview tổng thể nó là như thế nào. Thì cái overview tổng thể này các bạn có thể vào công ty, các bạn có thể nắm được này, hoặc là các bạn có thể tham gia các cái khóa học thì các bạn cũng có thể biết được là các cái đối tượng làm việc của counter như thế nào thông qua các cái nghiệp vụ mà họ đã truyền dạy cho chúng ta trong các cái khóa học. Thì sau khi mà biết được các cái đối tượng này rồi thì là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu tiếng Nhật. Thì đây chính là cái phương án cá nhân mà mình đưa ra để mà sửa cho cái câu mà cái bạn Brady bạn ấy vừa đưa ra, đó là cái câu số 0 này. Câu của mình sửa thì nó bao gồm hai cái phương án, và hai cái phương án này ở hai cái level khác nhau, và chúng mình sẽ cùng xem là mình áp dụng cái câu hỏi tại sao đấy vào trong hai cái phần đáp án này như thế nào. Thì đầu tiên ấy, với cái phương án đầu tiên là người ta đang dùng là gì? Genzai và dekimasen, rồi kakunin shitara taiyo shimasu. Thì cái từ genzai đây là hiện tại, nhưng mà thông thường cái từ hiện tại này ấy, nó chỉ nêu ra về mặt thời gian thôi. Còn nếu như mà muốn nói về cái trạng thái của sự vật sự việc ấy thì mình hay dùng cái từ là genzo, thì nó bằng với lại genzai no zokyo, là cái tình trạng hiện tại của mình bây giờ đang là như thế nào. Tiếp đến là cái từ dekimasen này này, mình cũng có thể thay đổi nó thành là fukano desu, hoặc là dekimasu thì sẽ thành là kano desu. Thì trong các cái câu trao đổi của người Nhật ấy thì thông thường người ta sẽ dùng cái dạng là chữ Hán, hay còn gọi là sử dụng các cái từ sao cho nó ngắn gọn, sao cho nó ngắn gọn nhất có thể ấy. Thì ở đây cái từ dekimasen ấy nó sẽ thay là mình sẽ thay nó bằng là fukano desu. Tiếp đến là để làm cho mềm câu và nối hai câu này lại với nhau thì mình sẽ có là fukano desu ga hoặc là fukano desu keredomo, đúng không? Nhưng mà trong văn viết thì mình sẽ dùng là fukano desu ga. Tiếp đến là phải sau khi mà bên phía Hồng Lê Thị xác nhận check cái timeline thì là tôi mới xử lý được cái việc này, đúng không? Thì mặc dù cái nội dung này là trao đổi nội bộ ở trong công ty giữa một người Brit với lại bên phía sale, nhưng mà mình vẫn sử dụng cái dạng
Nhưng mà mình vẫn sử dụng cái dạng kính ngữ ở đây. Lý do là bởi vì rằng là mình đoán là BRI với lại đội sale thì nó cũng không phải là làm việc với nhau quá thường xuyên, mặc dù nó cũng là ở cái mức độ thân thiết trong cùng một công ty, nhưng mà mình vẫn nên sử dụng cái Itasimasu này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp hơn. Thì mình sang để là Taiyo Itasimasu. Tiếp đến là cái Shitara này, là sau khi. Nhưng mà các bạn thấy cái chủ ngữ của mình ở đây đó là Hồng Lê Thị, hay còn gọi là bên phía khách hàng cuối, nên là mình sẽ phải cho thêm là Kakunin shite moratte kara, có là sau khi mà mình nhận được cái việc confirm timeline từ phía khách hàng thì mình mới tiến hành xử lý được. Nên nếu mà chỉ dùng là shitara không thôi ấy, thì nó chỉ đơn thuần là sau khi thế nọ thế kia thôi, nhưng mà nó sẽ không đủ cái nuance sự là phải cần bên kia check giúp mình thì là mình mới có thể xử lý được. Còn nếu mà bên kia không trách thì mình cũng không có làm gì được, đúng không? Nên là mình sẽ dùng là shite moratte kara. Đó là cái cách đầu tiên mà mình sửa trong cái câu vừa rồi. Tuy nhiên thì cái cách số 2 ở đây mình cũng đưa ra một cái phương án thêm nữa. Tất nhiên cái phương án này chỉ là phương án cá nhân và các bạn có thể tham khảo tùy vào cái dự án của các bạn thôi. Thì có một cái điều mà mình thấy trong cái câu số 1 này, đó là thường thường ấy, khi mà trao đổi với người Nhật nhiều ấy, thì nếu như mà mình dùng các cái động từ mạnh, ví dụ là tôi không thể thực hiện cái nọ, tôi không thể thực hiện cái kia, rồi nếu như mà đến cái ngày đấy thì tôi không làm được đâu, hoặc là kiểu cái ý là trả lời một cách rõ ràng là tôi không làm được, hoặc là tôi không thể làm được, hoặc là tôi không thể thực hiện được ấy, thì nó sẽ có một cái gì đấy, nó tạo cái cảm giác, cái ấn tượng nó không được hay cho lắm. Nên là người Nhật rất là hay nói vòng vo, đúng không? Cái văn hóa, cái yo, kháng ố yo mự của người ta nó là như vậy. Thì bây giờ mình cũng sẽ không dùng cái từ fukano này nữa. Mình không dùng cái từ mạnh này nữa, mà mình sẽ đổi nó thành là có một cái lý do nào đấy. Là gì? Níu bá là để, đúng không? Để mà tạo cái schedule cho từng chức năng thì là sẽ cần phải có sự xác nhận là timeline từ bên phía Hồng Lê Thị. Đấy, thì là mình sẽ để cái câu như thế này. Vì khi mà mình trả lời như thế này đồng nghĩa với việc là hiện tại bây giờ, với cái tình trạng hiện tại bây giờ, khi mà chưa nhận được cái phần confirm timeline từ phía khách hàng thì là mình đang chưa thể nào mà tạo được cái bảng schedule chi tiết, đúng không? Tại vì bên phía sale người ta đang muốn mình là tạo cái schedule mà. Nhưng mà mình không hề nói rằng là tôi không thể tạo được, mà người ta vẫn hiểu là mình đang chưa thể tạo được vì mình nói cái lý do ở đây. Sau đó là mình sẽ nói là gì ạ? Sochira ga kakunin shite moratte kara sugu taiyo itashimasu. Có là ngay sau khi mà tôi nhận được cái confirm đấy từ phía khách hàng. Sochira ở đây nó chính là Hồng Lê Thị Sama đấy. Là khi mà tôi nhận được phía confirm từ phía Hồng Lê Thị thì là tôi sẽ tiến hành xử lý ngay. Ở đây mình cho thêm một cái từ nữa, đó là sugu. Khi mà nó có các cái từ miêu tả về cái mức độ như là ngay lập tức này, rồi nhanh chóng, sạt sốc cự gì đấy, thì là sẽ cảm giác như là rất là kiểu nhanh chóng rồi khẩn khoản ấy. Thì nó cũng sẽ làm cho cái nhận thức về cái người đọc, đối với cái người mà trả lời đấy, nó trở nên gọi là tích cực hơn. Thì đó là cái nội dung mà mình sửa cho cái phương án số 2 là Kino goto no schedule o sakusei suru ni wa Hong Lei sama kara timeline no kakunin ga hichiyou desu. Sochira ga kakunin shite moratte kara sugu taiyo itashimasu. Đấy, thì thông qua cái phương án này các bạn có thể nắm được cái gì ạ? Thứ nhất, đó là chúng ta phải luôn luôn đặt cái câu hỏi tại sao cho bất kể một cái tình huống nào. Ví dụ như các bạn đang ôn GLPT N1 N2 đúng không? Bạn học cái cấu trúc đấy, bạn học cái ngữ pháp đấy, trong cái văn cảnh đấy, trong cái bài đọc đấy, thì tại sao người ta lại làm như thế? Các cái cấu trúc đấy nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Người ta viết như thế là vì tại sao? Đi suy cho cùng các cái câu hỏi tại sao như thế thì mình sẽ nắm rất là vững và chắc cái cấu trúc ngữ pháp, các cái từ vựng mà mình gặp. Và từ đó mình sẽ áp dụng vào trong đời sống, áp dụng vào trong công việc. Tiếp đến là cái kỹ năng gọi là đọc cái yêu cả ngôi yêu mự này, là mình sẽ hiểu về văn hóa của người ta, đúng không? Trong cái cách hành văn của người Nhật, người ta sẽ thường hay nói như thế nào. Mình học thông qua cái quá trình trao đổi với người Nhật để mà có thể áp dụng vào trong thực tế. Mình sẽ viết ra làm sao để cho khách hàng có thể hiểu được này, để cho người Nhật có thể hiểu được cái cảm xúc của mình, hiểu được cái tính cách của mình và con người của mình. Rồi cái khả năng tự học, đúng không? Cái khả năng tự học là gì? Những cái từ mà
người Nhật người ta viết như thế này là mình cũng có thể học được. À, người ta viết ở cái dạng danh từ này, người ta viết ở cái dạng desuga này này, đúng không? Người ta có một cái cụm từ là skezuro hikiku này. Đấy, rồi người ta sẽ viết theo cái kiểu như thế nào này. Rồi thông qua cái việc mà mình học được từ chính những cái người Nhật người ta viết như thế nào đấy, thì là mình sẽ áp dụng vào thực tế và viết ra được những cái câu ở nhiều cái level, ở nhiều cái mức độ khác nhau. Và cái quá trình này nó là một cái quá trình lâu dài. Và mong rằng là các bạn sẽ luôn luôn khi làm việc thì hãy luôn luôn đặt cho mình các cái câu hỏi tại sao, để có thể có tư duy hệ thống, có được cái cách hành văn phù hợp, để có thể thăng tiến được hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Ra nè.